mọi người đã đến với kênh YouTube của Niệm Giá Kho. Và ngày hôm nay thì chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau so sánh hai tấm nệm lò xo của Kim Cương và Vạn Thành. Và này, Kim Cương cũng như là Vạn Thành thì đều là những cái thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng ở Việt Nam và được khách hàng rất là ưa chuộng. Và trước mắt chúng ta đây là hai cái tấm nệm lò xo tiêu biểu nhất của hai cái thương hiệu này, đó là nệm lò xo túi Agnes Kim Cương và nệm lò xo Phonix Vạn Thành. Đây, nệm của chúng ta sử dụng tông màu, đó là tông màu sáng với sắc màu trắng dành cho nệm Kim Cương, và Vạn Thành của chúng ta thì sẽ có màu kem như thế này, vàng kem. Và tấm nệm nào thì cũng sẽ được may những cái đường viền như thế này bao quanh nệm để cho nệm chắc chắn hơn, không bị rách, cũng như là để cố định cái lớp lò xo ở bên trong không bị trồi sụt ra bên ngoài. Và nệm lò xo của chúng ta thì sẽ thường có cái độ cao là từ 20 tới 30 xăng. Mọi người có thể chọn cái chiều cao phù hợp cho cái phù hợp với cái giường của mình, sẽ là 20, 23, 25, 27 hoặc 30 xăng. Và cái bề mặt nệm ở trên này thì sẽ đều được may một lớp trần, một lớp gòn, giúp cho người nằm cảm giác được êm ái, thư giãn hơn. Và cái khung lò xo này của chúng ta, mình sẽ thở này. Và khung lò xo của hai tấm nệm này thì đều được sử dụng là thép, là tiêu chuẩn châu Âu, trải qua quá trình nhiệt luyện với lên đến hàng ngàn độ C, giúp cho cái khung lò xo trở nên rất là cứng cáp, chịu được rất là tốt luôn ạ. Mà ngoài ra thì cái khung này cũng không hề bị dễ dàng mà bị rỉ sét đâu, nên là nệm có độ bền thường sẽ đạt từ trên 10 năm, rất là bền đúng không ạ. Và hiện tại thì Niệm Giá Kho đang phân phối những cái tấm nệm này tại tất cả các chi nhánh của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh miền Tây. Và mức chiết khấu rất là ưu đãi, lên từ 20% trở lên, tặng kèm thêm quà tặng. Và Niệm Giá Kho giao hàng tận nhà miễn phí và miễn phí lắp đặt tận giường cho khách hàng, đối với khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay thì các khách sạn, nhà nghỉ, chung cư cũng rất là ưa chuộng những tấm nệm lò xo như thế này. Vì vậy mà các anh chị có nhu cầu mua nệm lò xo với số lượng lớn để làm khách sạn thì hãy liên hệ đến website của chúng tôi là nemgiakho.com cũng như là tổng đài 0947957768 để được tư vấn và được mua hàng với mức giá là ưu đãi nhất. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Niệm Giá Kho ngày hôm nay.